Xin chào tất cả các anh em đôi, trở lại với channel của mình anh em nhé. Thì chúc mừng hình tất cả các anh em, đây là giao diện của con game Tailwind68. Thì hôm nay thì mình sẽ vẫn tiếp tục hướng dẫn cho anh em về những công thức cũng như là những cách chơi hiệu quả nhất đối với con game tài xỉu anh em nhé. Thì những cái công thức này thì nói chung là cũng là những cái kinh nghiệm và cũng như là mình đi tích lũy từ cái việc mình trải nghiệm về con game này, cũng như là mình học hỏi từ những người đi trước hoặc là những cao thủ chơi con game tài xỉu này anh em nhé. Nói chung là có rất là nhiều và cũng như là mình phải nghiên cứu những cái thuật toán này nọ, mình update mỗi ngày để cho nó càng ngày càng mới ha. Và nó cũng không có bị lỗi thời đấy anh em, nó không có bị cũ ấy thì nó sẽ chơi rất là hiệu quả ha. Ok, thì mỗi ngày thì sẽ có phần báo danh này, xu chia sẻ và cũng như là gift code mỗi ngày ha. Thì anh em chơi càng nhiều thì anh em báo danh càng nhiều nhé anh em. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ vào luôn con em tài xỉu nhá. Ok, thì mới vào thì khả năng là mình sẽ phải xem cầu để xem thử hình cầu tối đa và hình cầu tối đa của tài và xỉu như thế nào nhé. Cầu tối đa của tài hình như là cầu 9 anh em nhé. Còn cầu tối đa của xỉu là cầu 4. Tay này thì nó mới về một tay tài, khả năng là mình sẽ đi tiếp một tay tài anh em nhé. Mình vào 2 lít thôi để giữ nhé. Hôm nay thì mình vẫn sẽ tiếp tục đánh ở cái mức vốn ngày hôm qua thôi, 7 củ anh em nhé. Ok, thì tay này nó về một tay xỉu mà không sao anh em nhé. Ở phía trước thì hình như là cầu bao nhiêu nhờ, để mình tính thử anh em nhé. 3-1 này, cầu 3-1. Sau đó là cầu 2 tài 4 xỉu à. Vậy thì cầu này cứ đánh về xỉu thử cho mình nhé. Mình vào tay này 4 lít anh em ơi. Vào nhẹ nhàng thôi ha. Ok chưa, tay này 4 lít lại ngay 2 lít anh em nhé. Lãi ngay 2 lít và hôm nay thì chắc là mình ráng đẩy đẩy lên một tí, tầm lãi đâu đó tầm 1 củ rưỡi anh em nhé. Và nói chung thì mình vẫn đang tiếp tục hướng dẫn và hỗ trợ cho anh em về cái phần gọi là thủ thuật và cũng như là công thức hay là những cái mẹo chơi ha. Nhưng ở đây thì mình cũng không có khuyến khích anh em phải tải về chơi chung với mình hay gì cả ha. Nói chung thì nếu mà anh em nào muốn tìm hiểu hay là đam mê hay muốn trải nghiệm gì đấy thì anh em có thể tìm hiểu những cái thông tin mà mình đã để sẵn ở trong phần comment nhé. Thì anh em có thể vào đó. Ngoài ra thì có group để anh em vào đó nhận code và cũng như học hỏi luôn anh em nhé. Ok, thì tay này thì ở phía trước 4 tay xỉu ấy. Thì tay này một là anh em muốn đánh an toàn thì anh em cứ đánh về tài. Còn không thì anh em bách sát đáy luôn thì anh em sẽ đánh về xỉu nhé. Thì mình bách sát đáy luôn thì mình chơi về xỉu và cũng như là vào thấp tiền một tí anh em nhé. Vào 2 lít thôi ha. Ok chưa anh em, tay này mình bắt vào cầu 2 tài 4 xỉu thì nói chung thì khá là chuẩn rồi. Tay này thì mình sẽ đi tiếp một tay tài 3 lít và sử dụng phương pháp đánh gấp ở trong trường hợp này anh em nhé. Bởi vì là hết cầu ấy thì nó sẽ không đẩy xỉu quá cao, cũng như là xỉu thì cái cầu bệnh hiện tại của nó, cầu tối đa của nó cũng chỉ là cầu 4 thôi ha. Thì cầu này vào tài mình vào 3 lít luôn cho nó uy tín ha. Nói chung là đánh lớn một tí không sao nhé anh em, nói chung là nó về xỉu vẫn bình thường thôi. Chúng ta vẫn sẽ vào tay này 6 lít ở tài nhé, 6 lít hay 7 lít gì đó tùy anh em thôi. Anh em muốn chơi bao nhiêu cũng được ha. Tay này mình vào 7 lít luôn đi cho cao. Thành cầu này thì mình thấy là nó hồi nãy nó đi ngang nhưng mà bây giờ nó đã có một cái khoảng cách là về 5 ấy, thì thành ra nó cũng không có đu về xỉu quá nhiều rồi anh em ơi. Nói chung là cầu thì lên cầu 6 thì mình thấy vẫn bình thường. Một số anh em là cứ phải là quấn lên ấy anh em, kiểu anh em cứ lo ấy, rất là sợ ha. Nhưng mà không sao đó, nói chung là cầu tài thì nó về là cầu tối đa là hồi nãy là nó về là cầu 10 đấy anh em, cầu 9, cầu 10 lận anh em ơi. Cầu 7 à anh em, à cầu 7 nhá. Hồi nãy mình đếm nhầm nha, nhưng mà nói chung thì anh em phải chơi, anh em phải hiểu là ví dụ như trường hợp này đi, trường hợp mà nó về, dù cho nó về cầu 7 đi anh em, thì tay sau anh em vẫn về mà. Chúng ta vẫn lựa chọn phương pháp đánh gấp là nó khá là hợp lý rồi. Tay này thì mình sẽ nhả về con xỉu lại 2 lít anh em nhé. Nói chung thì những cái hình cầu bệt ấy, nếu mà nó đã về cầu 6 như thế này rồi ấy, thì khả năng nó sẽ đi lại một tay tài thôi. Tức là đi ngược lại một tay thôi, sau đó nó về lại hai tay bên tay này. Đấy, thì mình đánh về cầu thử là mình đánh cầu 21. Còn nếu không được thì mình vẫn đánh về cầu 22 thôi, mình vẫn đánh tiếp tục về xỉu anh em nhé. Đấy, hiện tại thì dư 2 xỉu và 2 tài này. Thì bây giờ đánh tiếp tục vào con xỉu này 5 lít thôi.
anh em đánh thì anh em tính luôn cái tay sau đi để chúng ta vào cầu cho nó nhanh một tí, bởi vì cái con game này nó có cái hệ thống cân bằng tố ấy, thành ra là anh em phải đánh nhanh một tí để nó không có bị hòn tiền lại cho anh em nhé. Đấy, ok chưa anh em thấy không, nó hòn lại nhưng mà nó không có hòn về cho mình này, mình vẫn còn lại 5 lít này anh em. Ok thì tay này nó về một tay ba tài à, không sao nhá, tay này mình vào khoảng một củ hai đi cho nó tín luôn ha, một củ ba vẫn được anh em nhé. Khả năng là nếu mà tay này gãy nữa thì mình sẽ còn lại một tay, chỉ còn lại một tay đánh gấp trong tay này. Rồi tay này một củ hai à, hồi nãy vốn của mình 7 củ à. Ok tay này mình vào 2 củ rưỡi đi anh em ơi, 2 củ 6 đi, vào cao luôn anh em ơi. Ôi dồi ôi, tay này hòn về hết rồi anh em. Nhưng mà không sao anh em nhé, hên là tay này nó hòn về chứ không là tay này mình gãy đấy anh em. Nhưng mà bây giờ chúng ta không nên đánh về xỉu nữa anh em nhé. Tay này thì on in lại tài cho mình đi. Cảm giác là cầu 66 anh em nhé, nó về 6 xỉu rồi, hiện tại cũng đang là 5 tài thì anh em cứ bắt về 66 cho mình. Đấy, bắt đầu đổ xô qua đánh về tài này anh em. Nhưng mà đến tay này khả năng là nó có vẫn có thể bật anh em nhé. Đấy nhưng mà không sao anh em nhé. Đấy anh em thấy chưa. Đấy, nói chung là đến cái giai đoạn cuối rồi thì anh em hiểu là cầu nó đã ra là cầu 6 xỉu mà ở phía sau đây là cầu 5 tài thì khả năng là cầu 66 là hợp lý nhất rồi anh em. Ok thì chắc có lẽ là mình cũng sẽ ngưng ở cái mức lãi là 1 củ rưỡi anh em nhé. Hôm nay thì đánh hơi quằn anh em ơi. Nói chung quả cầu này về quả cầu 66 thành ra cũng hơi khó hiểu nhé. Nếu trường hợp mà nó về cầu 24 ấy thì hồi nãy mình bắt khá là ngon rồi, nhưng mà ai ngờ đâu nó về cầu 66 luôn anh em ơi. Ấy hết cầu 6 là nó mới chịu về xỉu anh em nhé. Ok thì hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video sau nhé. Nếu anh em thấy video này mình phân tích nó hiệu quả và cũng như là cái cách đánh chuyển cầu này ấy, nếu mà anh em hiểu được ấy thì anh em chơi nó hiệu quả bổ ích hơn ấy, thì anh em hãy để lại cho mình một like, một share, một đăng ký kênh cho mình có thêm nhiều động lực mình làm tiếp những video sau cho anh em xem nhé. Ok hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video sau nhé.